Một chiếc mông sexy vung đầy còn gợi cảm hơn rất nhiều so với ngực đẹp. Chắc nhiều người đồng ý với việc này phải không? Số lượng người đặt tới mông ít hơn nhiều so với đặt tới ngực. Bởi vì họ tưởng tượng rằng lỡ mai mình ngồi xuống hoặc là khi cơ mông to lên thì chiếc túi mông bên trong sẽ vỡ bùm. Vậy chúng ta bỏ cuộc hay sao? Cứu tinh đây rồi, đó chính là phương pháp tìm mở mông. Độ to của vùng mông được góp phần bởi cơ mông và mỡ mông, nên cứ lấy mỡ ở vùng bụng hoặc đùi lọc ra rồi tiêm vào những điểm huyết trên mông. Mông thường bị lép ở phía ngoài hoặc là thiếu độ nhô giữa, đó là hai vị trí thường được tiêm mỡ vào. Bạn đang nghĩ gì khi nghe điều này? Sợ mỡ chạy lộn xộn ở trong đó đúng không? Yên tâm, không có đâu nhé. Thử đưa tay sờ lên vùng mông mình xem. Mình đang ngồi lên cái ụ ngồi, không ngồi lên cái chỗ nhô đầy của vùng mông đâu. Và mỡ được tiêm vào sẽ sống bám vào những cái mô có sẵn ở vùng cấy, chặt ở đó và không thể di chuyển ở đâu được. Có đau không? Ê một chút thôi. Có biến chứng gì không? Có đó. Nếu như không biết cách làm thì thường sẽ gây hoại tử mỡ ở vùng cấy hàng loạt. Chuyện này là do kỹ thuật tiêm của bác sĩ là chính. Do đó hãy chọn mặt gửi vàng nhé. Tiêm mỡ bao nhiêu lần là đủ? Thường là 2 lần cách nhau 3 đến 6 tháng. Muốn tiêm thêm có được hay không? Hoàn toàn có thể. Có tốn tiền hay không? Chắc chắn là có rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì comment nhé.